Chào mừng mọi người, tin vui cho những anh em thờ thầy làm sơn nước này, làm hồ dầu lát gạch hoặc là đánh vựa để đúc chậu, là con này làm rất là ok các anh chị. Đó, hôm nay chương trình sale giảm cực mạnh để anh chị em có nhu cầu sử dụng thì mình có thể ủng hộ cho máy xây dựng Minh Châu nha. Riêng về dòng này từ 750.000 hôm nay Minh Châu sale xuống chỉ còn 630.000, các anh chị sở hữu một em như vậy. Đó, có cần đánh đầy đủ ruột đồng nhôm thép luôn để mình sử dụng. Đây, các anh chị nhìn phần thân máy được làm bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điền ở bên ngoài, tay cầm này. Tay cầm này mình có thể xoay được nha, xoay 360 độ luôn. Công tắc cò bóp và có khóa công tắc ở đây để anh em khi mà mình muốn làm việc lâu dài mình không cần phải bóp cò thì mình sẽ khóa cái cò ở đây. Máy nó sẽ hoạt động liên tục luôn. Ở bên trên có tay cầm phụ để anh em cầm này. Cầm như vậy và đánh hồ dầu, đánh bột cực kỳ chất và tiền lời luôn mọi người ạ. Máy nó khi cô bán chị mua về nó sẽ ở trong hộp nó toàn bộ như vậy. Khi mình sử dụng thì mình sẽ lắp ráp tay cầm phụ và phần đằng trước của anh chị thấy ở ổ nhôm đằng trước này, một con máy chất chưa, ổ nhôm nằm rời bên ngoài luôn để cô bán chị làm việc nó giảm vòng tua xuống, mình đánh nó sẽ không bay hồ dầu các dàn lỏng, nó sẽ không bay ra ngoài và đảm bảo được độ bền. Tốc độ của máy nó giảm xuống của anh chị cho nên là chịu tải rất là cao. Ở dòng này thì sử dụng điện là 220V 50Hz và công suất là 850W mọi người. Và tốc độ của động cơ là 3.300 vòng trên 1 phút, giảm xuống còn 800 vòng. Thì các bạn chỉ thấy một con máy của thương hiệu Drama được giảm sâu ở chương trình hôm nay. Các bạn chỉ cầm một con máy rất là chất nặng và vỏ là kim loại để mình sử dụng được bền bỉ về lâu về dài. Nó vỏ nhôm thì nó sẽ tải nhiệt rất là tốt nha, để mình làm những công việc như làm liên tục cả ngày, đánh hồ dầu, đánh bột chét là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Những anh em lắc gạch là rất cần em này bởi vì hiệu quả công việc rất là cao. Khi mà mình đổ hồ dầu vô, cho em này vô bấm tầm hai cái này là hai công tắc bấm hai lần là nó đã đều nhuyện ra để anh em làm, không phải cầm cây quầy quầy về nó lâu đúng không. Em này đưa vô là quất phát là xong thôi. Đây, nó có cần sẵn như vậy để mình sử dụng luôn. 630.000 mọi người sở hữu một em như vậy thì còn gì phải bàn cãi nữa, quán chị ruột đồng nhôm thép và được bảo hành chính hàng 6 tháng của thương hiệu Drama nha. Chương trình cực kỳ sâu luôn các bạn chị. Rồi bây giờ Minh Châu sẽ ghim điện để các bạn chị nghe tiếng máy này. Đây, con máy chưa có cần này. Và máy có cần. Nó cũng vậy thôi, nhưng khi có cần các bạn chị sẽ thấy được vòng tua nó sẽ giảm trầm xuống để những cái dàn lọng mà mình đánh nó không bị bay ra ngoài. Có cần đầy đủ và giảm cực sâu luôn. 630.000, từ 750.000 còn 630.000 là cực kỳ ok. Một con máy như vậy ruột đồng nhôm thép nha, chất chơi người dơi luôn mọi người ạ. Rồi, cô bán chị ai có nhu cầu thì trực tiếp đến các cửa hàng của máy xây dựng Minh Châu hoặc gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình. Và video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.